Hello, xin chào tất cả anh chị em trong cộng đồng Pino Việt Nam đã đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video để giải đáp tất cả những cái thắc mắc lỗi trong thời gian gần đây, ngày 20 tháng 4 năm 2024. Đấy, tại sao mình lại nói cái thời gian này? Bởi vì về sau này các bạn có thể xem lại thì cũng biết được lỗi trong cái giai đoạn này. Ok, như đầu video thì mình xin giới thiệu với mọi người kênh YouTube Pino Lê Đức Anh. Đấy, mọi người tham gia ủng hộ kênh cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh để mình ra được nhiều video thú vị hơn. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại giải đáp những cái lỗi thắc mắc của mọi người nhắn trong cái thời gian gần đây. Thì cái lỗi đầu tiên, thứ nhất là cái lỗi không check được bot. Rất nhiều người nhắn tin cho mình nhá, check được bot ở trong app này. Ở đây cái máy của mình ấy là đang chạy ổn định, chưa bị cúp điện thì nó vẫn xanh. Thì như sáng qua mình có đăng bài trên nhóm Pi Note Việt Nam ấy thì cũng có check được trong một thời gian ngắn, tầm từ lúc 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng ngày 19 tháng 4 2024 ngày hôm qua. Thì sau khi check được xong thì hệ thống lại bị đóng bọt và cái dòng tích xanh này nó đã không check được nữa. Và Mico Team vẫn đang chờ khắc phục cái lỗi này. Đấy, còn bạn nào mà vừa cài lại nốt mới hoặc là máy tắt đi khởi động lại, check lại thì nó sẽ bị ích đỏ nhá. Ở đây của mình check sáng hôm qua thì đã ok thành công. Đấy, nó đã chạy được và xanh 10 cổng thì mình cứ để nguyên đây. Những máy bạn nào mà nó đang chạy ổn định ấy, nó xanh ấy thì chúng ta đừng có tắt đi check lại nhá, để nguyên như này. Đấy thì cái lỗi đấy là mình nói cái lỗi đầu tiên cho mọi người biết để mọi người khắc phục. Thì mọi người biết được cái lỗi đấy thì chúng ta không cần thiết phải check bot trong cái app để tích xanh làm cái gì nữa, mà chúng ta hãy bật cái nút hồng này lên và vào cái trang pi1.da này. Đấy, chúng ta check ở chế độ 1 giây đi cho chắc này. Đấy, bởi vì nhiều modem mạng của Viettel nó độ trễ trên 300 ms, chúng ta check 1 giây đi, bấm scan. Đó, ok, nó thông trên 3 cổng này là chứng tỏ là bot của chúng ta vẫn thông, còn trong app nó không thông được thì là do hệ thống thôi. Đấy nha mọi người nha. Mọi người lưu ý cho mình cái lỗi đầu tiên là như vậy. Tiếp theo đến cái lỗi thứ hai ấy là cái lỗi mà cái Local Block bằng 1. Local Block bằng 1 nhá. Tức là khi mà chúng ta cài nốt mới hoặc là chúng ta remove all block trên data ở đây này thì nó sẽ nhảy về số khối bằng 1. Và đồng nghĩa với việc là cái số khối bằng 1 này thì cái catching bên cái state này của các bạn cũng không xin được. Và nó sẽ nhảy qua lại là catching up và zoning scb. Đấy, nó cứ nhảy qua nhảy lại như vậy. Và bên này nó cũng sẽ hiện NE, nó chỉ chưa hiện được một vài giây trước đó hoặc là một vài phút mất đồng bộ khối đấy. Income outgoing thì nó vẫn có, nó không liên quan nhá. Income outgoing nó vẫn nhảy bình thường. Đấy, thì cái lỗi này cũng là do hệ thống nhá. Nhiều người mình đọc một số thông tin thì anh chị em bảo là up lên cái bản Binode ở đây này, bản Binode 0.4.10. Nhưng thực tế ra mình nghĩ là không phải do cái bản này đâu. Đấy, cái bản 0.4.10 mình nghĩ không phải đâu, mà là do cái máy chủ của Mico Team ấy nó đang sửa lỗi. Đấy, nó đang sửa lỗi để chuẩn bị tiến tới mainnet trong tháng 6 này. Bây giờ họ đang cập nhật lại một số cái thông tin tin tức cũng như là hệ điều hành để sửa cái lỗi lên để tiến hành để kịp tiến độ mainnet. Đấy, mình nghĩ là trong cái quý 2 năm 2024 này thì sẽ mainnet. Thì thời gian đây cũng đã một số anh chị em chạy nốt đấy, có số bi khủng cũng đã được trả về ví. Đấy thì cái lỗi thứ hai này thì mọi người cũng lưu ý cho mình là cũng kệ nó, để số 1 rồi đi, một vài thời gian tới nó sẽ hết rồi nha. Chúng ta không cần phải là hạ Docker hay hạ Binode làm cái gì đâu, để nguyên đấy, bật nút hồng, check bot trong app, trong web pi1.da này. Đấy, check ở trong cái này, nó thông là ok. Rồi tiếp tục đến cái lỗi thứ ba nha. Cái lỗi thứ ba là cái lỗi mà cái ngày ở đây nó chưa cập nhật được rồi. Đấy, như mọi người nhìn thấy không? Của mình đây là 17, hôm nay là ngày 20, là 3 ngày là vẫn chưa nhảy này. Thì tất cả những ba cái lỗi là mình nói đây này là mình không thể can thiệp được vào đâu nhá. Mình không thể can thiệp được bởi vì cái máy chủ người ta đã gán cho mình rồi. Đấy, giáo chủ đã quyết định rồi thì mình không có cái gì mình tác động vào được đâu. Mình chỉ tác động những cái được cái mà mình nhìn thấy, mình điều khiển được cái máy của mình thôi. Còn cái do cái phần mềm của cái máy chủ server thì mình không thể tác động được đâu. Đấy, ngày cũng chưa chạy được nhá. Rồi tiếp tục đến cái lỗi thứ tư. Cái lỗi thứ tư ở đây là cái lỗi mà NA nhá. NA hết chỗ này NA này, và bên chỗ consensus container nó sẽ error hoặc là excited, và đồng nghĩa với cái việc là cái chỗ này nó sẽ là do computer is not running the blockchain. Có nghĩa là cái máy tính của các bạn đang không thể khởi chạy được vào blockchain. Đấy, cái lỗi này thì khắc phục được nhá. Lỗi này thì mọi người lưu ý cho mình nhá, nó sẽ xuất hiện ở những cái bản binode cũ. Mọi người chạy cái bản 0.4.5 nó sẽ không thể chạy được nữa. Đấy, xin chia buồn nhá. Hôm vừa rồi mình up lên hai cái đường link tải 0.4.5 và Docker 4.20.1 thì cái 0.4.5 này sẽ không thể chạy được nữa. Hiện tại tương lai tới thì mình không biết, nhưng hiện tại trong thời gian này nhá là không thể chạy được nữa. Nó đã error chỗ này và excited chuyển qua chuyển lại, có nghĩa là nó đã thoát cái vùng checkboard và cũng thoát được cái vùng chứa, nhưng mà nó vẫn lỗi, nó không thể tiếp tục chạy vào blockchain, dẫn tới cái trường hợp là chúng ta không thể khởi tạo được. Bên này nó sẽ là NA. Thì cái cách khắc phục là chúng ta up lên phiên bản binode 0.4.10. Up lên 0.4.10 thì nó sẽ hết được nhá. Đấy thì toàn bộ 4 cái lỗi mà mình gặp được phản hồi của rất nhiều anh chị em mà cộng đồng binode Việt Nam trong thời gian gần đây, nên mình sẽ tranh thủ thời gian để làm được cái video này. Đấy, hy vọng mọi người xem thì có thể tự vọc vạch được cái nốt mình. Và một cái vấn đề nhỏ nhỏ nữa là mình nhắc cho mọi người nhá, là sau khi mà mình đăng những cái video này lên đấy, anh chị em nào xem mà không hiểu thì nhắn qua Zalo cho mình, thì mình có yêu cầu là gửi TeamView hoặc là UltraView. Thì một số anh chị em cũng không biết được cái UltraView với cái TeamView nó là cái gì. Đấy thì mình giải thích luôn ở trên cái like này nhá mọi người xem, để bữa sau ấy mà mình có nhờ ai ấy thì họ cũng yêu cầu những cái ứng dụng đấy, ví dụ hoặc là AnyDesk hay là Google Chrome Remote thì cái gì đấy, thì chúng ta phải biết được. Đây, thứ nhất là cái phần mềm TeamView. Đây mình ghi TeamView rồi này, TeamView như này nhá, download này. Đấy, nó ra như này thì có nghĩa là cái phần mềm này nó có một cái biểu tượng, cái icon là mình nói thẳng luôn cho mọi người dễ hiểu, nó có hai cái mũi tên như này này. Không, nhiều người không biết là team hay tưởng là cái team nhóm đào cùng với mình. Nhiều người mình bảo gửi TeamView thì không biết là mình không có tham gia cái team nào. Đấy, bây giờ các bạn dùng máy tính các bạn chạy nốt thì các bạn phải biết được cái TeamView với cái UltraView để gửi cho người ta, để người ta điều khiển được cái máy tính. Đấy, như mình thì mình dùng hai cái phần mềm này, TeamView hoặc là UltraView. Thì mọi người download về nhá. Đấy, cái đường link tải TeamView ấy thì mọi người có thể vào ghi Google là TeamView, ghi đúng như này nhá. Đấy, mình hướng dẫn cho những cái người mới biết công nghệ nhá, mới tập tành dùng máy tính. Chứ còn những người chạy lâu rồi họ quá biết những cái này rồi. Đấy, TeamView thì mình sẽ tải về cái mục Windows, là mình dùng Windows, mình ấn vào Windows này. Đấy, và mình kéo xuống, mình tải vào cái dòng full client nhá. Đấy, nếu bạn muốn cung cấp hỗ trợ dùng full client này, download 64 bit. Bắt buộc chúng ta phải dùng 64 bit nhá, bởi vì máy chạy nốt là 64 bit, còn 32 bit sẽ không chạy nốt ở đâu. Các bạn tải về và giải nén ra. Đấy, rồi tiếp đến là cái phần mềm UltraView. Các bạn ghi như này là ULTRA. Đấy, nó giới thiệu ở dưới đây này, UltraView. Rồi, cũng vào luôn đấy nhá, ngay cái trang đầu tiên luôn, ultraview.net. Tải về. Đấy, download màu cam, cũng tải về giải nén ra. Sau khi nó giải nén được hai cái ứng dụng phần mềm mà các bạn dùng một trong hai nhá, không cần dùng đồng thời đâu, một trong hai cũng được. Và các bạn chụp cái màn hình để gửi cho cái người mà cần hỗ trợ ấy. Nó sẽ cung cấp được cái mã ID và mã cái mật khẩu ở dưới. Đấy nhá, mình nhấn mạnh luôn nhá là các bạn phải biết được một trong hai cái này nhá, hoặc là dùng AnyDesk hay là Chrome Remote gì đấy. Nhưng mà như mình thì mình dùng hai cái này thôi, nên mình giới thiệu cho mọi người là một trong hai cái này đều ok. Các bạn phải nắm được những cái cơ bản nhá, thì người ta mới có thể điều khiển được cái máy tính của các bạn. Ok, đấy thì trên đây là toàn bộ những cái video là mình hướng dẫn mọi người giải đáp khắc phục những cái lỗi mà trong thời gian qua nhiều anh chị em có nhắn tin cho mình, thì mình tranh thủ làm được một cái video này. Đồng thời cũng giới thiệu luôn hai cái ứng dụng điều khiển từ xa cho mọi người, nhưng nhất là những cái người mới chạy ấy. Đấy, chưa dành công nghệ. Rồi, đấy thì anh chị em nào có nhu cầu cần cài đặt Windows, cài đặt nốt hay hỗ trợ gì tất tần tật về nốt đấy thì cứ inbox Zalo cho mình, số điện thoại là 083 250 1995. Đấy, tư vấn cấu hình, lắp đặt máy tính chạy nốt. Uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm luôn nhá. Ở đấy. Rồi mình cuối cùng mình xin kết thúc cái video tại đây. Đấy, chúc anh chị em xem video làm thành công. Có gì không hiểu thì cứ nhắn tin qua Zalo 083 250 1995. Ok nhá. Rồi, xin kết thúc video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.